tay vô bình luôn. Không nè, không có gới tới nè. Nè dòm nè, nè không có gới gì tới hết trơn, thấy không nè. Xin chào ngày mới quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và các em nhỏ đang theo dõi kênh Cuộc Sống Miệt Vườn. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nhãn này người ta gọi là nhãn xuồng hả mẹ? Ừ, nhãn xuồng. Cái hộp nó to quá ha. Mít đó là mít Thái. Nhãn xuồng. Nó không có dạy cơm. Còn chú Út đang lột mít Thái. Cái này là mình làm thạch rau câu. Rau câu này mình cho nó đậm. Màu lá dứa hay Trúc? Màu lá dứa với màu trắng. Cái gì cười? Cái chuyện lỗn lưỡi chút. Ghi. Rồi màu xanh. Cái này có hơi có ốc châu chút xíu. Tại nó hơi đặc quá. Phải là tư ơi, lá dứa không là tư ơi. Màu chị tiên. Không. Lá dứa không à. Cho đổ hết luôn. Đổ hết đi cho đậm. Đắng đó nha. Không. Hả? Không. Không thì đổ đi, đi sao bỏ lại. Đắng thiệt chứ không trời. Quá đó. Này là cái gì ta ăn gì à? bột sắn người ta làm ra nấu chè ngon lắm. Ta làm sẵn à? Ừ. Mình mua về là mình nấu lại nấu chè ngon. Vớt ra ngâm đá cho nó trong nó giòn. Ừ, đẹp quá. Nói mình nghe vậy chắc mua bột sắn nó trong. Xong rồi bỏ vô thau nước đá lạnh. Nãy đục mà giờ nó trong veo rồi. Cái này là củ năng. Giờ chú Út bắt hạt này không phát lộ rồi chú Út ơi. Hạt gì? Hạt này hạt cơm rồi. Cái củ năng nó không củ năng này nó nhỏ. Nó nhỏ quá mà nhỏ đâu là tại chú mãi đó. Cho ngập luôn. Nữa, cho ngập luôn. Xịt tin nha cả nhà. Được rồi. Xịt tin vô. Cũng ăn. Rồi chừng nào nó mới thấm. Cho để ăn có khoảng dài 10 phút. Thấm chứ gì. Cá ơi, bông bóng bông bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Theo không có vuông dứt gì, cái này không phải hột lụ nha. Hình này hình gì á? Có lụ có. Phải không? Phải bột năng đâu. Nờ á ná nờ năng. Á nè năng hồng. Sắc nắng. Rồi. Đọc mắt rồi ở đó đi học anh nờ ăn ghê nờ năng của anh. Á nhà ăn. Á nờ ăn nờ năng. Bây giờ là không có đọc cũng vậy. Giờ đọc sao? Nờ á ná ngờ năng. Ủa gì kì vậy chú? Ai biết? Nờ á ná ăn ghê năng. Tôi mệt đổ à. Nờ á ná ăn ghê năng. Không biết có cháu nội sao dạy nó hay trời. Miễn dạy đi. Thiệt á. Cô dạy. Tôi dạy à. Anh dạy thôi anh nói trước đi. Một lít rượu bao nhiêu sợi? Một sợi bao nhiêu ly? Trời ơi trời. Không đi mua đi. Trời ơi. Không tính giùm ông nội. Ủa vậy anh thật anh. Đâu. Nội uống trước con uống sau. Nội lớn người lớn uống trước.
Này này mình trộn bột năng nè. Giờ mình sang là bỏ bột dư. Rồi nước sôi rồi. Mình để vô luôn. Xong mình cũng chuẩn bị một thau nước đá lạnh luôn. Ừ. Để vô. Rồi xong vớt ra. Nãy thấy nó đỏ mà giờ nó hồng hồng rồi cả nhà. Tại cái chai xì tin nó đỏ hồng rồi. Đổ ra đây cái tự nhiên thấy màu đẹp này chút. Ừ, trong nè đẹp ha. Nó giống màu hạt lựu chứ bộ. Dạ. Ha. Dạ giống y. Vậy này 80 ngàn ký hả? Có mấy chỗ 80 nữa. Cái này là mua cái chỗ cá này dương. Làm như nghịch mùa vậy. Ở chợ bán chợ. Cá này cá ăn hơn à? Cá út. Cá phải cá ăn hơn. Cá út. Cá út với cá chốt. Ủa cái này nấu ăn chua hả? Chắc ăn được thì nửa đêm quá. Nói cái đầu bự cá bự chứ nấu ăn chua. Cái đầu nấu ăn chua. À, cái đầu nấu ăn chua cái mình kho. Ờ mặn sạch cái cướp khúc vậy. Rồi cái đuôi chiên. Không. Cái khúc đầu nấu ăn chua. Cái đuôi kho. Được ok. Cái mình. Cái mình. Thì cái mình á từ khúc cái là kho kho được á. Có bé nữa chi. Tép nấu chua thì có cái đầu cá vô. Hạt tiện bỏ. Đi, hạt tiện ăn vậy đi rồi tép bỏ. Tép bỏ uổng. Thì đậu nấu chung với tép đó. Hạt tiện vậy. Cái đầu rồi lấy nó chua. Cái mình thì kho. Chua với tép. Cái đuôi thì chiên. Chiên. Muối xương xương chiên. Ăn mấy ngày luôn hả mẹ? Muốn làm món của ba nè. Ăn mấy ngày luôn á. Muốn sao chút chiều hả? Ừ. Được. Đất mà. Để vô cái tiệm mà. Muốn ăn ngọt á, gì dừa thì một giá, mình chịu ngọt á thì làm hai giá, chị Tư thích ngọt á, làm hai giá. Nhiều mè, nhiều đó. Dạ. Quậy lên, bắt nước lên, yeah, bắt ra lửa lên. Quá ngon luôn, tuyệt vời. Ăn kẹo luôn. Ăn giảm cân à. giảm cân. Giảm ra lên cân. Giảm leo lên cân, có cô nói con là giảm leo lên cân. Cá út có loại cá bự lắm nha. Cá bự ăn ngon lắm đó. Còn ký mấy á? Vô đây là ký á cả nhà. Hồi nãy giờ làm chắc ký rồi bỏ đầu gáy hết nửa ký rồi. Còn nửa ký. Chua tép rong bông điên điển. Bông điên điển này cả nhà. À tép gạo. Giờ mình cho tép vô trước. Giờ sao đây? Đâu sắp à? Xong rồi giờ mình để điên điển vô. Trời trộn đều lên là xong. Xong một món, còn món kho thì chút làm mau lẹ. Ừ. Món chè cũng xong rồi, giờ món này cũng xong. Giờ mấy mẹ con rảnh học theo cái chị trên mạng á, chị sắp cá vậy nè. Sắp cá vậy kho. Cái giờ mấy mẹ con không? Cũng sắp vậy luôn. Mấy đẹp không? Luôn. Dạ. Sôi rồi, cho nó sôi, nó thấm đi. Rồi giờ mình chế nước cho nó ngập. Đặng mình kho sắt xuống á, nó thấm con cá. Đó. Mình ngâm nước đá rồi, giờ mình vớt cho cái gáo.
Để đường vô. Trộn lên. Nó có đường, nó không có bị dính. Trong khúc trong lúc đợi cá thì bây giờ mình khui sầu riêng, mình ăn chè trước. Quá đẹp. Một muỗng. Này còn miếng nào không? Chụp lép. Thấy sầu riêng hạt lép nó tự nhiên lép mấy khúc về chứ. Không có đầu bào mà. Đây là rau câu, rau câu lá dứa. Rồi mình xin chào cả nhà nha. Ủa hôm nay kho cá nước dữ vậy mà. Kho sắp vậy đó, kho vậy chụm từ 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 nó sắp xuống. Rồi cái này học trên mạng đó rồi. Đó đó. Gảnh. Kho gảnh. Kho cá cá kêu gảnh. Ủa. Để vậy từ 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 sắp. Sắp thành cái bông rồi. Sắp đó à. Cái này mới lượn quá. Bên kia theo cho điều nha. Trời giờ này cũng có con cùi nó chưa đi ngủ nữa. Nó chưa ngủ. Sầu riêng. Nó bị lạc bầy rồi. Rồi. Anh lấy cái đồ gắt dính vô miếng dính hết rồi. Cái đũa không được. Ngày cuộc sống bên vườn đang sắp hàng ở sân bay check-in giờ đi Thái Lan. Ăn món chè Thái. Ít quá, không chịu ăn đâu. Ít hả? Thôi vậy tự phục vụ đi, người ai ăn gì. Rồi. Tự của ai đi. Ai cũng ai ăn lấy làm đi. Em làm nhiều lắm. Đây này gắt kìa. Có con để ăn tự phục vụ cho. Gơi gớp. Có ai tự đi. Nè, tự đi. Út lấy cái đó gấp lẹ nhất kìa. Tự gì mà tự. Thái này có. Giận luôn. Ủa cái này là gì vậy Trúc? À, bột sắn. Trời ơi vậy, vậy nè, thấy không? Ờ. Đổ vô cái chị dầm đó hả? Cái này là rau câu hả? Rau câu. Bột sắn. Cái này mới rau câu. Rau câu. Giờ tới nhãn. Này là ai không thích ăn cái gì là khỏi nè, rồi. Em đi. Rồi. Cái này trên mặt nha. Câu. Ở múc nó nhiều hơn gấp. Rồi. Rồi. Dưới quê. Từ từ ai cũng có hạt phần. Lũ. Hạt lũ. Hạt lũ. Cái hạt lũ lên trên. Mít. Mít. Nè. Gấp mít nè. Mít tôi ít thôi thì mít ăn. Gấp dùm luôn. Nhãn. Ít rồi. Nhãn này lột sẵn luôn. Rồi, xong. Quán người ta đâu có lột sẵn đâu nha. Ủa mình có nhãn cho ta. Có rồi. Rồi nè. Sầu riêng, sầu riêng để nguyên muối luôn đi. Sầu riêng để vô. Để cái này phải không? Sầu riêng ngượn muối. Sao lấy muỗng bự không? Rồi nhiêu được rồi. Ngượn muối nè. Rồi. Giờ mình trong khi chờ món cá gảnh của ăn nhanh, múc hết rồi, tính không có ăn rồi. Thì mình ăn chè. Hết rồi Tấn ơi. Món này con phái ăn lắm nè. Đi ăn chè hay kêu món này. Đó, thêm đá vô à? Rồi thêm đá vô chứ rồi, em thêm đá vô em chế thêm muỗng nó cốt nữa. Muỗng rồi, này có đẹp chưa? Có muỗng múc đá. Đủ màu sắc. Xong rồi cả nhà nha. Trời ơi dặn kêu rồi coi. Để đây. Thơm quá, ngon quá. Kìa, để Út lấy muỗng cho. Như đây à, nghỉ ăn cơm luôn. Đi ăn ngoài tiệm là đâu có được nhiều kiểu như vậy, ngon như vậy đâu gì chút. Này gấp tự vô mà. Người ta chấm xíu. Này là ăn buffet chè. Buffet chè. 50 ngàn muốn ăn tự vô, muốn múc như múc. Đói bụng. Ăn về xong nghỉ lên này cân luôn, chứ không giảm cân nữa. Ngon quá, sao cưỡng nổi đây. Nhẹ cân quá. Nhảy lên xì khói cái cần. Nãy giờ mọi người xin tụ hết thì về tới anh Yên là làm đứt bồ lần 2 muỗng. Có chừng nhiều quá trộn không được anh. Ừ. Ủa lộn mà mới ra hết rồi hả? Không, còn một bịch mới mua mà chưa ra cái gì á. Còn không. Hôm qua còn không bịch. Không có cái gan rồi á. Gan rồi hết rồi. Cái này là bột sắn dây hay gì Cúc? Ừ, bột sắn dây. Hả, giòn vậy hả? Ừ. À. Giòn thật sự. Thằng Chi có người kêu chiên bánh xèo để bột sắn dây vô. Nó giòn. Ra này cũng ngăn hả? Cũng ngăn hả? Bột sắn hả? Bột sắn gì?
cũng nó đam nó chứ bột thắng dây. Ừ. Bột sáng là bột năng á. Rồi thắng dây khác. Cái này ngon hơn hôm hổm làm không? Hôm hổm làm bằng trái lê. Cái này là ngon hơn. Nó giòn, nó ngọt. Củ năng á. Đi chợ Thái này múc ăn đá luôn để mua ở cái chợ. Chút xíu. Móc còn đá không? Ừ. Nhiêu nhiêu ly? 10.000 15.000. 15.000 này 20.000 đi không bán. Ăn chợ Thái ở đâu? 20 à. Chợ nè, chợ Bảo Ngọc nè. Hôm nay về mua về làm thẳng về làm. Cái này ta làm. Cho làm mua. Mua ngoài chợ. Cái này còn... thịt đá. Còn cái chỗ nghiền hả bà? Nhỏ đó bán chè Thái cũng ngon lắm. 15.000 đây hả? 10.000 hả? Mười không mời. Lâu rồi không uống không biết. 10.000 lỗ. Giờ chuyện dịch cánh ba chơi gì Việt Nam. Giờ Việt Nam ăn ăn cơm. Ăn cơm. Về miền Tây. Bốn người hạ cánh ở sân bay Thái Lan. Qua Thái Lan ăn chè Thái Lan xong bây giờ trở về Việt Nam ăn cơm canh chua bông điên điển tép dâm tép. Cá chín rồi cái mình cho mấy trái ớt vô, miếng tiêu vô nữa. Rồi miếng hành lá cho thơm. Ớt cho cay, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Bỏ tiêu ngọt hả chú? Vậy đó. Chú làm thơ. Làm thơ cũng cốc. Làm thơ ngược ngược ngạo hơn cốc. Chút cho vô chính giữa lắm nè chú. Ừ. Cho thành cái nhụy hoa. Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Chứ ai biết câu hát ngày xưa người ta hát vậy mà. Không phải câu bơ. Đây. Rồi cá xong. Lại gì? Gạo. Này ăn cá kho, cá bông. Bông này bông giữa, bông thì sắp bông đẹp đẹp không? Đều đều. Để nguyên cái nồi luôn, nguyên chảo luôn. Lấy gà hư bông hết. Thành chua bông luôn. Bông điên điển. Chua chấp bông. Rồi mình sẽ ăn cơm nha. Mày ăn uống rồi à? Ăn cơm. Để vậy. Sao con đẹp ăn uống quá Tiên ơi. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cốt này cái đầu xương không à? Đầu thì xương. Bởi vậy mới ghẻ. Mà sao bên lớn người ta bắt chi ra? Con lưới mà. Mà vô đáy. Con lưới, phải văng. Tấn nhớ đợt mình đi với Bạch Bằng mua con cốt ký mấy đó không? Cốt má bự. Ừ. Lúc đầu cũng xương không à. Cá này nhỏ, xương nhỏ nha. Quẹt gốt. Ừ. Kho quẹt hồi xưa là nước mắm với bột ngọt tươi tươi thôi. Không có gì nữa chứ. Hồi xưa không có bột ngọt nha. Nhà không có bột ngọt nữa, miếng nước mắm à. Gừng. Nhiều thêm cái nước mắm lấy muối rồi với nước thôi luôn à. Có, nước mắm người ta nguyên chất không á, người ta làm nhầm mắm mà. Làm mắm nước mắm là nguyên chất. Mà đó cá nhiều cá cho nên là mắm ấy. Hồi đó bà ngoại hay đủ cá nấu nước mắm. Mẹ can nấu. Nhiễu từ nhỉ. Ăn ngon nước mắm nhỉ. Ừ. Đó ngoại làm. Đó ngoại sao chiên nổi. Sao làm nó cái gì cũng không có thịt ấy đâu. Ủa chắc thực phẩm an toàn. À, cái gì cho cháu cho không phải cháu cho ăn ngâm lấy nước cho. Ừ. Bữa nào mới vậy? Kêu là cho tạo hay giúp. Nổi đầu quá. Nước cho mình đó, nước cho củi á. Lấy cái nước cho nó trong làm có gọi lầu có rồi giặt đồ mặn mặn đúng không mặn nước nó mặn mặn rồi coi giặt đồ có bọt luôn có hồi đó về chấm là đi lò không á hồi đó giờ trúng mỗi lần hè cuốn gửi đó chiếc đò qua tới tân bình dắt lên tới vũ á giờ vào hang tận nơi rồi qua thì giờ bạn chơi hè chơi cũng lâu à. Lúc đó đang không có điện hả? Không, chưa có vô. Đã từng vô dưới được. Mình có điện hả? Vô được mừng chết à. Vô bán con heo vô được cái bán điện đó. Heo chịu vô, mấy á? Chịu 2.
Còn lúc đó còn nhớ lúc này lớn rồi. Ừ, bán heo triệu 250 chứ. Vô điện á. Bán heo không biết nhiêu quên rồi. Lúc mà nước á chắc vừa nè. Rồi để vô. Mình sớm là tính dự định là cái này là trúng trúng gỏi. Xong rồi để ý. Ăn canh chua với cá kho vậy là vô vào phải hả? Rồi mới tiêu cái bông ở giữa rồi.